cấu trúc structural pattern thì nó khác với mẫu creational. Mẫu creational mục đích là sẽ tạo ra các đối tượng object, còn mẫu structure thì mục đích sẽ tạo ra các function và sẽ liên kết các object với nhau. Thì liên kết hai object lại và hai class lại với nhau làm thế nào để tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh và nó dễ dàng mở rộng đáp ứng được các nguyên tắc solid, thì nó nằm trong nhóm structure. Thì đầu tiên mình sẽ học mẫu adapter. Adapter như tên nó thì mình biết nó sẽ là nó giống như một thiết bị để kết nối. Ví dụ mình có một đầu sạc bằng điện 110 là điện sử dụng một số nước. Mình muốn về Việt Nam để sử dụng thì mình cần một thiết bị chuyển từ 220 sang 110 thì gọi là adapter. Trong lập trình cũng tương tự. Thì ví dụ như hình là mình có một chiếc xe ô tô, mình muốn chiếc xe này đi được trên đường ray thì nó có hai giải pháp. Giải pháp một là mình sẽ gỡ tất cả các bánh xe ra rồi thay nó lại thành một bánh xe giống như bánh xe lửa. Thì nguyên tắc làm phương pháp này thì nó sẽ bị vi phạm nguyên tắc của solid, nghĩa là không được thay đổi đối tượng, chỉ được thêm mới vào. Thì giải pháp đưa ra sẽ là sử dụng adapter, nghĩa là thay vì phải gỡ bánh xe đi thì đây là mình sẽ thiết kế ra một chiếc xe có bánh gắn với đường xe lửa và phần bên trên sẽ gắn với chiếc ô tô. Lúc này thì chiếc ô tô hoàn toàn có thể đi được trên đường xe lửa. Thì cái phần chuyển đổi giao tiếp giữa ô tô và đường xe lửa, đường ray thì nó gọi là adapter, tên nó là car to rail adapter. Ví dụ thực tế khi mình hiện thực thì mẫu adapter được sử dụng. Ví dụ trong trường hợp này là mình có dữ liệu về chứng khoán, dữ liệu này dạng XML. Tuy nhiên trong các hệ phân tích dữ liệu chứng khoán thì yêu cầu đầu vào phải là JSON. Thì mình biết JSON và XML khác nhau. XML thì được xử lý bởi class là XML. Rồi từ class XML này rõ ràng nó không thể tương thích được với mẫu với kiểu dữ liệu là JSON được. Lúc đó mình sẽ sử dụng một mẫu gọi là adapter. Adapter này sẽ chuyển từ XML sang JSON và JSON nó đưa vào trong thư viện để phân tích. Đó thì nó quay lại mình bình thường nếu mình không vừa học một mẫu thiết kế thì mình sẽ thay đổi trực tiếp trong core classes XML này ở giữa. Cái là mình sẽ tự viết code chuyển từ XML JSON vào trong core classes. Như vậy thì nó vi phạm nguyên tắc solid. Do đó để giao tiếp giữa các class khác nhau trong này XML và JSON thì mình sẽ viết ra một class mới XML to JSON adapter. Thì dựa vào trong class mới được viết ra này thì mình có thể giao tiếp được với XML và JSON và có thể ứng dụng mọi hoạt động bình thường. Thì đó là ý tưởng và tư tưởng chính của mẫu adapter. Thôi thì nói về phần lý thuyết thứ hai là mẫu bridge, mẫu cầu nối. Thì mục đích chung của mẫu structure thì nó là liên kết các class với nhau. Thì ra giả sử mình có class là shape, shape là hình học là abstract class. Thì trong abstract class này thì có hai hình cụ thể là hình tròn và hình lập phương. Thì hai hình này sẽ kế thừa từ lớp shape. Rồi bây giờ mình muốn tô màu cho hình này thì lúc này mình sẽ tạo ra thêm hai class nữa là class blue circle và blue square, red circle và red square. Thì lúc này nó vẫn đảm bảo nguyên tắc về solid, nghĩa là nó không có chỉnh sửa class shape ban đầu mà mình sẽ tạo ra class mới. Tuy nhiên bây giờ nó sẽ dẫn tới vấn đề về sự phức tạp, cái là số lượng class sinh ra quá nhiều. Ví dụ này là hai nhân hai hai tổ hợp với nhau thì nó sẽ ra bốn class. Thì nếu trong trường hợp này mình có nhiều hình hơn và có nhiều mẫu hơn thì số lượng class sinh ra là một số quá lớn dẫn tới việc quản lý code phức tạp. Thì mẫu bridge đưa ra để giải quyết vấn đề thay vì mình chuyển thành mô hình kế thừa thì nó sẽ là mô hình chứa đựng. Cho là class shape ban đầu vẫn giữ nguyên, vẫn là hình tròn, hình square, hình vuông, là hình hộp. Nhưng bây giờ mình muốn màu sắc thì lúc này sẽ mình cho trong class shape này, class abstract sẽ có
Sẽ có màu, màu này là các class riêng, mình có màu đỏ và màu cam. Ở trong class shape sẽ chứa danh sách class và màu. Và lúc này các class circle và square là class con thì hoàn toàn có thể sử dụng lại các thuộc tính hay các object màu từ lớp cha là shape. Như vậy bây giờ số lượng class sinh ra không nhiều và rõ ràng vì hai cái này là bộ hòa hợp chứa đựng và up shape và color đều là abstract class, do đó nó sẽ không thay đổi gì cả. Mình muốn viết thêm một màu mới thì chỉ cần hiện thực lại cho kế thừa từ class color là mình có thể tạo thêm class mới tương tự mà hình như vậy. Mình muốn thêm hình mới thì kế thừa từ là class shape, còn về màu sắc thì nó là giao tiếp giữa hai class abstract. Đó là hai mẫu trong structural pattern. Rồi và đoạn code và chương trình tham khảo hai mẫu này thì các em có thể tham khảo trên link thầy có gửi trên trang FHQX đang online mình, thì nó là trang đường link đó là refactor.guru design pattern. Ở đây nó có nhóm mẫu và structure. Nhưng có trong mẫu này có nhiều hơn thì nó mình có 7 mẫu. Thì hôm nay thì là giới thiệu mình mẫu adapter, mẫu bridge, các em vào nhà tìm hiểu và xem thêm mẫu và combo size để mình có thể hiện thực lại. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn sơ mình vào phần code cho hai mẫu adapter và bridge này. Thì ý tưởng nó sẽ đi từ hình phần này thôi, cái là thay vì trong mẫu adapter thì nó sinh ra một class mới, class sẽ chuyển đổi từ nhóm class này sang class khác. Mẫu bridge thì sẽ chứa thành mẫu mọi người là content là chứa đựng,